Sông An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, gan là một trong những bộ phận rất quan trọng của cơ thể, thực hiện nhiều chức năng như lọc máu, bài tiết độc tố, đồng thời có tác dụng thanh lọc cơ thể. Chính vì vậy mà cơ quan này phải gánh chịu những tổn thương cũng như có nguy cơ mắc phải nhiều bệnh làm suy giảm chức năng của gan. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng quá lo lắng về vấn đề này nhé, bởi bạn hoàn toàn có thể hạn chế được những tác động tiêu cực đến gan bằng cách thường xuyên thực hiện các biện pháp thải độc đấy, mà cách đơn giản nhất là dùng các cây thuốc nam có sẵn xung quanh chúng ta đấy. Đây là một giải pháp đơn giản, hiệu quả nhưng lại được rất ít người biết đến. Vậy xung quanh chúng ta, những loại cây cỏ nào sẽ có tác dụng tốt đối với lá gan và cách sử dụng những bài thuốc này ra sao? Hãy cùng Sông An Lạc tìm hiểu cụ thể về 5 loại quả mọc dại đầy vườn nhưng cứ ăn vào là gan khỏe mạnh cả đời, bách bệnh cũng đều tiêu tan quý vị nhé! Thưa quý vị, cuộc sống ngày càng tấp nập, môi trường bị ô nhiễm, thực phẩm nhiễm bẩn khiến lá gan của bạn ngày càng yếu dần, dễ nhiễm bệnh. Nhu cầu giải độc gan và chữa trị các bệnh lý về gan ngày càng nhiều. Sau đây, Sống An Lạc xin chia sẻ đến các bạn những cây thuốc dân gian quanh ta giúp giải độc gan hiệu quả. Thứ nhất là cây nhân trần giải độc gan hiệu quả. Ở Việt Nam, nhân trần là một loại cây cỏ quen thuộc, có thể dễ dàng thấy được ở bất kỳ đâu. Trong đông y, nhân trần vị hơi đắng, tính hơi hàn, có công dụng thanh nhiệt, lợi thấp, lợi mật, được dùng để chữa các chứng hoàng đản, tiểu tiện bất lợi, viêm loét da do phong thấp, v.v. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy nhân trần có tác dụng làm tăng tiết và thúc đẩy quá trình bài xuất sinh mật, bảo vệ tế bào gan, ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ, làm hạ huyết áp, thúc đẩy tuần hoàn, giải nhiệt, giảm đau và chống viêm. Cách dùng trà nhân trần thải độc gan như sau. Với những người uống rượu, bia nhiều mỗi ngày, uống một chai nước nhân trần sẽ giảm phần nào tác hại của rượu đến gan. Bạn dùng hạt nhân trần, hạt muồng sao, cam thảo sống và rau má khô sắc lên uống hàng ngày sẽ có tác dụng hiệu quả. Nếu bị viêm gan kèm theo sốt, vàng da, ra nhiều mồ hôi ở đầu, miệng khô, bụng đầy, tiểu tiện khó, bạn dùng nhân trần, chi tử, đại hoàng sắc lấy nước uống, chia làm 3 lần trong ngày. Để mát gan, lợi mật, thanh nhiệt, bạn dùng nhân trần, bông mã đề, bán biên liên, sấy hoặc phơi khô, tán vụn. Mỗi ngày dùng 50g hãm với nước sôi uống thay trà trong ngày. Duy trì thường xuyên sẽ thấy tác dụng đáng kể. Những điều cần chú ý khi sử dụng nhân trần. Phụ nữ mang thai nếu không có bệnh lý về gan, không được bác sĩ chỉ định thì tuyệt đối không nên dùng nước nhân trần cam thảo. Không nên uống nhân trần hàng ngày. Thứ hai là cây diệp hạ châu hay cây chó đẻ. Được biết đến với tác dụng trong điều trị những bệnh về gan và giải độc hiệu quả, diệp hạ châu là cây thuốc quý được sử dụng nhiều trong đông y. Cây thuốc này cũng được sử dụng để điều trị nhiều bệnh thường gặp khác. Diệp hạ châu hay còn được gọi là cây chó đẻ răng cưa, cỏ chân châu, diệp hòa thái. Đây là loại thảo mộc nhỏ, cao từ 30-60cm. Thân cây nhẵn, mọc thẳng đứng, phiến lá nhỏ giống lá cây phượng. Cây thường mọc tại vùng nhiệt đới. Theo đông y, diệp hạ châu có vị đắng, hơi ngọt, có tính mát, nên thường được sử dụng để giải độc, thanh lương huyết. Cây cũng có tác dụng lợi tiểu và sát trùng. Đặc biệt, loại thảo dược này có tác dụng điều trị bệnh gan, đem lại hiệu quả cao và không có nhiều tác dụng phụ. Diệp hạ châu có hai loại là diệp hạ châu đắng và diệp hạ châu ngọt. Trong đó, diệp hạ châu đắng có tác dụng điều trị cao hơn. Diệp hạ châu được xem là giải pháp cho bệnh gan. Những nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, diệp hạ châu chứa một số enzyme có khả năng giải độc và phục hồi chức năng gan. Bên cạnh đó, diệp hạ châu cũng giúp làm tăng lượng chất bảo vệ gan, từ đó có tác dụng phục hồi chức năng gan. Theo một số tin tức y dược, tại Peru, diệp hạ châu là bài thuốc được sử dụng để tăng cường chức năng gan cũng như kích thích tế bào gan tiết mật. Cây thuốc này cũng được điều trị viêm gan hay viêm túi mật tại một số quốc gia Nam Mỹ. Đặc biệt, diệp hạ châu cũng được chứng minh là có tác dụng tiêu cực trong những trường hợp gan nhiễm mỡ hay viêm gan siêu vi như giảm lượng chất béo trong gan, ngăn chặn sự phát triển của virus viêm gan B cũng như hạn chế hiện tượng viêm và hoại tử gan. Cây thuốc này được xem là giải pháp hiệu quả cho những bệnh nhân mắc chứng bệnh về gan, mật. Không những có tác dụng tăng cường chức năng gan, diệp hạ châu còn có tác dụng giải độc hiệu quả. Thảo dược này thường được sử dụng để điều trị mụn nhọt, lở loét và côn trùng cắn. Một số kinh nghiệm dân gian cho thấy, diệp hạ châu cũng có thể trị chứng viêm da, giang mai, viêm âm đạo hay viêm đường tiết niệu. Cách sử dụng diệp hạ châu chữa bệnh như sau. Sử dụng diệp hạ châu chữa viêm gan siêu vi. Bạn dùng diệp hạ châu đắng 16g, nhân trần nam 16g, vỏ bưởi phơi khô, sao 4g, hậu phác 8g, thổ phục linh 12g. Nếu cơ thể quá suy nhược, có thể ra thêm rễ đinh lăng 12g, nhiệt nhiều, ra thêm rau má 12g, hạt sành sành 12g, bàng tích nhiều ra vỏ đại 8g. Sự phối hợp giữa diệp hạ châu, nhân trần và thổ phục linh tăng tác dụng giải độc, chống siêu vi.
Ra thêm vỏ bưởi, hậu phác ấm nóng giúp kiện tỳ để trung hòa bớt tính mát của nhân trần và diệp hạ châu khi cần sử dụng lâu dài. Chữa suy gan do rượu, sốt rét, nhiễm độc do môi trường hoặc các trường hợp hay nổi mẩn mụn nhọt do huyết nhiệt. Bạn dùng diệp hạ châu đắng 12g, cam thảo đất 12g, sắc nước uống hàng ngày thay trà sẽ có hiệu quả. Thứ ba là cây cỏ rễ cỏ chanh. Rễ cỏ chanh màu từ trắng ngà đến vàng nhạt, có nhiều đốt, xung quanh có các lá vẩy và rễ con. Trong rễ chanh có 18% là đường. Đó là lý do vì sao rễ loại cây này lại có vị ngọt. Chẳng phải đến bây giờ người ta mới biết đến những lợi ích của nó. Rễ cỏ chanh đã được dùng làm thuốc từ 2.000 năm trước và là vị thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản Kinh. Khi dùng làm thuốc, bạn phải cắt bỏ phần rễ nằm trên mặt đất, chỉ lấy phần rễ nằm dưới mặt đất. Bổ sạch, bẹ, lá, rễ con, đông y gọi rễ cỏ chanh là mao căn. Từ rễ cỏ chanh nguyên bản, tùy theo cách bào chế và mục đích chữa bệnh, vị thuốc này có thêm những tên gọi khác nhau. Rễ cỏ chanh tươi, rửa sạch, thái nhỏ thì được gọi là sinh mao căn. Rễ cỏ chanh tẩm nước cho mềm rồi cắt thành đoạn phơi khô, sàng bỏ chất vụ thì được gọi là bạch mao căn. Lấy bạch mao căn cho vào nồi sao cho thuốc chuyển sang màu đen, bỏ ra phơi khô thì được mao căn thán. Theo đông y, rễ cỏ chanh vị ngọt, tính hàn nên có tác dụng thanh nhiệt, giải khát rất tốt. Nó còn giúp tiêu ứ huyết, lợi tiểu tiện, thanh phế vị nhiệt, chủ trị các chứng như chảy máu cam, tiểu ra máu, bí tiểu. Những người gan yếu do hút thuốc, uống rượu bia nhiều hoặc các rắc rối về chức năng gan có thể dùng các bài thuốc từ rễ cỏ chanh để thanh lọc, giải độc, làm mát gan. Bạn có thể dùng rễ cỏ chanh để nấu nước uống theo cách sau. Lấy 200g sinh mao căn sắc với 700ml nước, đun to lửa, khi nước sôi thì giảm nhỏ lửa đun tiếp 7-10 phút, lọc lấy nước, uống thay chè dùng trong ngày. Uống liên tiếp 10-15 ngày, bạn có thể nghỉ một thời gian rồi uống lặp lại 10-15 ngày nữa bạn nhé. Thưa quý vị, vừa rồi là 3 loại quả mọc dại nhưng có tác dụng giải độc gan, tăng cường chức năng gan hiệu quả. Quý vị có thấy chúng quen thuộc hay không? Rất có thể trong vườn nhà quý vị cũng có rất nhiều những loại cỏ này nhưng vô tình nhổ bỏ đi đấy nhé. Và trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị hai loại cây khác cũng vô cùng gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng thực chất chúng lại là vị thuốc hay, vô cùng quý hiếm trong đông y. Nếu ai biết và sử dụng đúng cách, chắc chắn sẽ có một lá gan khỏe mạnh không bệnh tật đấy nhé. Loại cây thứ tư có tác dụng giải độc gan là cây sài đất. Sài đất hay còn gọi là húng chám hay ngổ núi là loại cây ưa ẩm, ưa sáng, mọc rất nhiều ở khắp nước ta. Sài đất có vị ngọt, hơi chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan rất tốt. Nhân dân ở một số địa phương vẫn sử dụng sài đất tắm, trị rôm sảy hoặc uống để đề phòng sởi, chữa sốt rét. Các nghiên cứu trên lâm sàng cho thấy sài đất có tác dụng giảm đau, giảm sốt và kháng sinh rõ rệt. Bệnh viện Bắc Giang đã sử dụng sài đất điều trị cho các trường hợp viêm tấy ngoài da, ở khớp xương, răng, mụn nhọt, chốc đầu, đau mắt, v.v. cho kết quả tốt. Tuy nhiên, tác dụng hay được ứng dụng nhất là tác dụng kháng sinh trên các vi khuẩn gây mụn nhọt trên da, nên các bà mẹ thường sử dụng loại cây này để tắm cho con khi bị rôm sảy, mẩn ngứa. Ngoài ra, sài đất thường xuyên có mặt trong các bài thuốc giải độc gan, trị mụn nhọt, rôm sảy. Bài thuốc thanh nhiệt có thể dùng cây sài đất rửa sạch, ăn sống hàng ngày. Mỗi ngày ăn từ 100-200g, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát, thải trừ độc cho gan, giảm mụn nhọt, v.v. Ngoài ra, có thể dùng trực tiếp lá sài đất tươi, đã rửa sạch, sắc với nước, có thể thêm ít đường cho dễ uống. Chia 2 lần uống trong ngày, hoặc có thể giã nhỏ lá sài đất, rồi hòa với 200ml nước lọc, thêm chút muối cho dễ uống. Lưu ý khi sử dụng cây sài đất. Bệnh nhân cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng sài đất trị bệnh tại nhà. Một số trường hợp có thể quá mẫn cảm với thành phần của sài đất. Trước khi sắc uống hoặc đắp sài đất trên diện rộng, nên bôi một ít nước ra cổ tay. Nếu trong một ngày da không có biểu hiện bị kích ứng thì có thể dùng được. Hỏi ý kiến bác sĩ khi dùng sài đất cùng lúc với thuốc điều trị bệnh trong Tây y vì chúng có thể tương tác, gây ra phản ứng phụ có hại cho sức khỏe. Cây sài đất rất dễ bị nhầm lẫn với cây lỗ cúc địa nên cần chú ý nhận biết để không hái nhầm thuốc. Cây lỗ cúc địa thường có lá ngắn hơn, hoa có hình dáng tương tự như sài đất nhưng màu vàng nhạt. Loại cây thứ 5 là cây rau đắng đất. Rau đắng đất, loại rau dân dã giải độc gan cực kỳ hiệu quả. Có lẽ người dân Nam Trung Bộ và Nam Bộ không ai là không biết rau đắng đất. Đó là loài rau mọc hoang dại thành từng đám ở trên nương rẫy, các thửa ruộng trồng hoa màu, những mẫu đất gần bãi sông hoặc thậm chí tại ven đường đi. Ngoài việc dùng làm thức ăn, rau đắng đất còn có công dụng giải độc gan cực kỳ hiệu nghiệm. Theo y học cổ truyền, rau đắng có vị đắng, tính mát, bổ gan thận. Rau đắng nếu dùng đúng cách và đúng liều lượng sẽ giúp tốt cho tiêu hóa,
nhuận gan, ích mật, thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Với nghiên cứu từ y học cổ truyền và y học hiện đại, rau đắng đều được cho là có công dụng tốt trong việc điều trị các bệnh về gan, giúp giải độc gan, giải độc rượu, làm mát gan, thanh lọc, giải nhiệt cơ thể, v.v. Bệnh nhân bị gan nhiễm độc nên thường xuyên dùng rau đắng. Sau một thời gian đi kiểm tra sẽ thấy bệnh tiến triển tốt lên đáng kể. Để pha chế bài thuốc này, đầu tiên bạn cần chuẩn bị rau đắng đất tươi, thu hái khi đã phát triển từ 5 đến 7 tháng. Sau đó đem rau đắng đất rửa sạch tại bồn rửa, nếu có điều kiện thì xử lý bằng khí ozone để đảm bảo tính an toàn. Lấy rau trải trên tấm lưới và đem phơi trên sân sạch. Rau phải tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, không phơi sương, không để ướt mưa. Lúc rau đã khô thì lấy vào và đem đi xo vàng. Mỗi ngày dùng khoảng 10 gram rau đắng nấu với 2 lít nước để làm trà uống. Trà rau đắng rất có lợi cho gan, thận, tim mạch, tiêu hóa và viêm loét dạ dày, đặc biệt là giải độc gan vô cùng hiệu quả. Ngoài ra uống trà rau đắng mỗi ngày còn làm đẹp da, sạch mụn nữa đấy nhé. Những lưu ý khi sử dụng các cây thuốc nam để làm thanh nhiệt, giải độc gan. Những cây thuốc nam chỉ có tác dụng trong thời gian dài, vì vậy người bệnh nên sử dụng trong một khoảng thời gian dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Khi sử dụng các loại thuốc nam nên sử dụng liều lượng đúng cách. Kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe, giúp máu tới gan, thận lưu thông tốt. Tránh thức khuya và sử dụng các chất kích thích làm ảnh hưởng tới gan các bạn nhé. Quý vị thân mến, trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay, Sông A Lạc đã chia sẻ đến quý vị 5 loại cỏ dại có tác dụng tăng cường chức năng gan, thải độc gan hiệu quả. Chúng ta cùng điểm lại nhé. 5 cây cỏ dại loại bỏ độc tố trong gan. Loại thứ nhất là cây nhân trần. Loại cỏ thứ hai là cây diệp hạ châu, hay còn gọi là cây chó đẻ. Loại thứ ba là cây cỏ chanh. Loại cỏ thứ tư là cây xài đất và loại cỏ cuối cùng là cây rau đắng. Ngày hôm nay, các bạn hãy áp dụng những bài thuốc với 5 loại cỏ này để tăng cường chức năng gan bạn nhé. Sống an lạc, sống khỏe, sống thọ. Xin chào và hẹn gặp lại.